Các bạn thân mến, trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng công cụ xoay trong Adobe Illustrator. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn vào menu file, chọn new và các cái thông số ở đây tôi sẽ để mặc định. Tôi sẽ ghi ở đây cái file này là sử dụng công cụ xoay. Được chưa? Để mặc định như những lần trước chúng ta làm. Sau đó các bạn nhấn OK. Cái công cụ xoay ở trong Illustrator là một cái công cụ rất là hay và rất thông minh để giúp chúng ta vẽ được rất nhiều hình khác nhau khi mà sử dụng công cụ này. Trước hết tôi sẽ vẽ một cái hình ellipse ở đây. Theo mặc định thì bao giờ cái hình và các cái hình vẽ của nó cũng là có viền màu đen và cái nền màu trắng. Tôi bỏ cái viền đi. Và cái nền này tôi lấy cái màu màu tím này chẳng hạn, màu hồng này chẳng hạn, đúng không? Bây giờ thì cái thao tác xoay thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Thứ nhất, khi mà các bạn click vào nút xoay đây thì chúng ta sẽ thấy một cái tâm nó nằm đây. Để mà xoay một cái hình thì bao giờ chúng ta cũng cần phải có hai đối tượng. Đối tượng thứ nhất là đối tượng để xoay, và cái đối tượng thứ hai chính là cái tâm để chúng ta quay, đúng không? Ví dụ nếu mà các bạn để cái khi mà chọn công cụ xoay này cái thì chúng ta có thể click chuột vào đây để xoay cái hình này thoải mái, đúng không? Theo các cái cách mà chúng ta muốn, theo đúng cái tâm. Các bạn muốn di đi chỗ khác cũng không được, bao giờ nó xoay xung quanh cái hình này, đúng không? Và để mà khi mà chúng ta xoay để mà copy lại thì chúng ta cần phải làm như sau. Thứ nhất là chúng ta chọn cái tâm quay đã. Đầu tiên chúng ta phải chọn đối tượng xoay thì đúng rồi. Thì sau đó là chúng ta nhấn vào cái nút này. Và cái tâm mặc định của nó bao giờ cũng là cái center này, đúng không? Và sau đó là các bạn kéo này, đúng không? Chúng ta kéo đi một cái góc nào đó mà chúng ta cảm thấy nó thỏa mãn thì chúng ta sẽ nhấn phím Alt cho đến khi nó xuất hiện hai cái mũi tên, một mũi tên màu đen và một mũi tên màu trắng nó nằm phía bên dưới mũi tên màu đen ấy, thì chúng ta nhả chuột ra. Thì như vậy chúng ta đã thực hiện cái động tác copy. Thế còn chúng ta lặp lại cái động tác này để nó xoay tiếp cái hình này theo cái góc mà chúng ta đã định thì chúng ta nhấn Ctrl D hoặc là vào cái phần Object, chọn Transform và chọn Transform Again ở đây. Đó. Đấy, thì chúng ta sẽ được copy. Và nếu mà cứ nhấn Ctrl D liên tục này thì nó sẽ ra cái hình như này. Được chưa? Đấy. Đấy là cái cách chọn tâm. Đấy, như vừa nãy tôi vừa nói với các bạn ấy thì là cái chọn tâm là cái quan trọng. Bây giờ tôi sẽ vẽ một cái hình thứ hai, đúng không? Đây chẳng hạn vẫn là cái hình này thôi, nhưng mà bây giờ tôi sẽ chọn tâm ở chỗ khác. Cái quan trọng nhất là các bạn chọn tâm ở đâu. Chọn tâm ở đây cũng được, chọn tâm ở đây cũng được, chọn ở đâu cũng được. Ví dụ tôi chọn ở trong, ở bất kỳ ở chỗ nào, tôi chỉ cần click vào đây thì đây chính là cái tâm. Và bây giờ các bạn có thể quay, đúng không? Đây, bây giờ tôi sẽ quay cái hình này. Đúng không? Chẳng hạn chúng ta quay đi một góc như này, sau đó nhấn phím Alt. Đấy, thì có nghĩa là chúng ta đã copy. Chúng ta cứ nhấn Ctrl D liên tục thì chúng ta cũng sẽ có một cái hình vẽ kiểu như này, đúng không? Dạ, đấy. Đấy là tôi sẽ có một cái hình thứ hai. Các bạn có thể nhấn Group để chúng ta thu nhỏ nó lại, để lên trên này cho nó gọn, đúng không? Và khi nó đã thành group rồi thì các bạn có thể giảm cái độ opacity này xuống, chẳng hạn như là tôi để khoảng 70% chẳng hạn, thì nó sẽ mờ mờ kiểu như này. Đấy, đấy là cái hình vẽ thứ hai mà chúng ta thực hiện mà xoay bất kỳ mà. Nhưng mà tuy nhiên thì nếu mà chúng ta dùng theo cái cách như này thì chúng ta thấy là cái cách làm này nó rất là khó khăn, bởi vì chúng ta không có một sự tính toán nào cả, và đưa chuột lên để mà dê để xoay thì nó rất là khó khăn, đúng không? Tôi sẽ thường thường trong các cái video trước chúng ta thấy là tôi không thực hiện theo cách này, mà chúng ta sẽ làm theo cái cách khác. Tức là chúng ta sẽ lấy một con số, một cái góc xoay nó cụ thể và nó chi tiết hơn. Để mà sử dụng cái cách đó thì chúng ta sẽ làm như sau. Thứ nhất là chúng ta nhấn vào công cụ xoay, sau đó các bạn nhấn phím Alt và chúng ta chọn cái góc xoay, đúng không? Nhấn giữ Alt chọn góc xoay này. Nếu mà khi mà chúng ta chẳng hạn tôi chọn cái góc xoay ra bên ngoài này, được, chọn góc xoay đâu không quan trọng, đúng không? Chúng ta chỉ cần click cái thì là ngay lập tức là nó sẽ xoay đi một cái góc mà
có cái con số đây rồi, bây giờ chẳng hạn tôi muốn xoay một góc 30 độ chẳng hạn như vậy, tôi chỉ cần nhấn nút copy, đúng không? Như vậy nó sẽ ra một cái góc như này rồi, đúng không? Chúng ta chỉ cần nhấn Ctrl D thì cái, các cái góc xoay của chúng ta sẽ rất là chuẩn mực theo đúng cái kích cỡ mà chúng ta cần thiết. Được chưa? Đấy là cái cách thứ hai mà tôi muốn hướng dẫn các bạn ở đây. Bây giờ tôi sẽ thực hành, chúng ta sẽ thực hành vẽ một cái bông hoa, đúng không? Có cái màu chẳng hạn như là màu đỏ này đi, đúng không? Một bông hoa màu đỏ. Và tôi muốn là cái bông, một khi đã ra bông hoa thì nó sẽ cái bên trên này nó hơi nhọn một tí, còn bên dưới nó tròn, đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn vào cái công cụ này. Chúng ta chọn cái công cụ là Pen Tool, đúng không? Và nhấn giữ phím Alt để chúng ta click vào đây để cho nó mất cái độ cong này. Vậy thì nó sẽ ra các cái đường cong kiểu như này, đúng không? Thẳng trên. Bây giờ tôi sẽ cho nó quay, đúng không? Đầu tiên các bạn click chọn đây, chọn công cụ xoay này và cho lui xuống đây một tí, đúng không? Cho lui xuống đây để cho nó cách cái tâm rồi. Click vào đây. Chẳng hạn như tôi quay một cái góc nó khoảng 30, một góc khoảng 45 độ đây, đúng không? Tôi copy này, đúng không? Sau đó nhấn dán Ctrl D. Đấy, như vậy là chúng ta đã có một cái bông hoa có các cái cánh khác nhau, đúng không? Chúng ta có thể là nhấn giữ phím Shift Alt để cho nó cân bằng, sau đó nhấn chuột phải chọn group để nhóm nó lại, để kéo đi kéo lại cho dễ, đúng không? Chúng ta có cái bông hoa kiểu như này. Bây giờ tôi sẽ vẽ tiếp một cái bông hoa mà nó có nhụy bên trong nữa, đúng không? Đây tôi, chúng ta lại vẽ một cái hình ellipse thôi. Vẽ một hình ellipse như này, sau đó lại nhấn giữ phím Alt, chọn cái công cụ đó là pen, đúng không? Click vào đây, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ cho nó xoay. Chẳng hạn như là tôi cũng phải lấy lui ra ngoài tí, lấy lui ra ngoài nó mới đẹp hơn. Click vào đây. À xin lỗi, chỗ này chúng ta xoay, xoay mất cái này, đúng không? Chúng ta nên chọn cả cái này. Đấy, vừa nãy tôi tí nữa chúng ta sẽ thực hành cái việc đó, đúng không? Chúng ta xoay cái nút này, chúng ta chọn cả cái hình nhé, nếu không nó xoay mỗi một phần thôi. Đây tôi chọn vào chính giữa đây, đúng không? Click đây. Chọn công cụ này mà. Chúng ta bao chọn cái hình này. Bao chọn cái hình này để chúng ta xoay. Click vào đây. Chọn cái nút xoay nhân giữ phím Alt. Kéo đây. Đấy, bây giờ tôi sẽ quay một góc khoảng 30 độ đi chẳng hạn. Copy. Chúng ta nhấn phím Ctrl D. Đấy, như vậy là nó sẽ rất là cân đối, đúng không? Các bạn có thể cái giảm cái độ opacity này xuống một chút này. Cho khoảng 70 đi. 70 thì trông có vẻ ấy bạn nhỉ. 80 này. Cho khoảng 90, đúng không? Đấy, cho khoảng 90%, đấy như này, đúng không? Bây giờ tôi muốn làm một cái nhụy ở bên trong này nữa, bông hoa này, đúng không? Đây tôi sẽ cho nó lùi ra giữa này thì để các bạn nhìn cho dễ. Thì chúng ta cũng sẽ vẽ một cái hình ellipse vào đây. Chúng ta để đúng vào đây nhá, đúng vào cái nút giữa này. Sau đó vẽ lên đây. Tôi muốn cái nhụy nó đến khoảng tầm này, đúng không? Và đổ cho nó một cái màu vàng. Cho to lên tí. Không thể to quá. Đấy, mà đổ cho nó một cái màu vàng như này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ chọn cái này rồi, đúng không? Sau đó là chúng ta chọn công cụ xoay này. Nhấn phím Alt và chọn cái tâm xoay đúng vào giữa của nó, đúng không? Mà tôi sẽ xoay một góc khoảng 15 độ thôi, đúng không? Copy. Nhấn Ctrl D liên tục. Ừ thôi. Xoay, chúng ta làm lại không sao cả, đúng không? 15 độ, copy này. Nhấn Ctrl D liên tục. Đấy. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ có một cái nhụy ở phía bên trong, nó có màu vàng vàng kiểu như này. Đấy, chẳng hạn như vậy. Đấy là vẽ, chẳng hạn tôi vẽ một bông hoa. Bây giờ tôi sẽ vẽ một cái hình nó phức tạp hơn và khó hơn một tí nữa. Đấy, chẳng hạn như này. Chúng ta cho lên đây. Các bạn có thể
đấy là cái bông bông hoa nó có nhụy này, đúng không? Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hành một cái vào cái hình nó khó hơn một chút, đúng không? Đầu tiên tôi vẽ một cái hình tròn, đúng không? Hình tròn này tôi cho màu đỏ đi, đúng không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấn giữ phím Alt và kéo cái hình này xuống một chút, được chưa? Đấy, kéo cái hình này xuống một chút này. Sau đó chúng ta bao chọn hai hình và dùng cái công cụ đó là Pathfinder để chúng ta cắt cái này đi, cắt cái hình bên dưới này đi và toàn bộ cái phần dao của nó để giữ lại cái vòng cung này thôi. Đấy. Bây giờ tôi sẽ xoay cái hình này cho nhỏ lại tí, đúng không? Đây, tôi muốn xoay cái hình này thì chúng ta sẽ click chuột vào đây, sau đó là nhấn giữ phím Alt này, đưa đúng vào cái tâm mà chúng ta cần quay này, click đây cái này, đúng không? Và chúng ta chọn cái góc này khoảng 30 độ, nhấn nút copy, sau đó nhấn Ctrl D liên tục. Đấy, như vậy là chúng ta đã có một cái vòng, một cái hình vẽ kiểu như này, đúng không? Và với cái hình này này nó cũng sẽ có một cái tiện lợi, tôi cho nhỏ lại cũng nó sẽ chiếm quá nhiều diện tích, đúng không? Một cái tiện lợi là chúng ta có thể đổ đổ màu vào đây, ví dụ tôi có thể đổ màu xanh này, đúng không? Vàng này, đúng không? Rồi là chúng ta có thể đổ các cái màu khác nhau vào đây. Mỗi một cái thanh này tôi sẽ đổ cho nó một cái màu khác. Đấy, chẳng hạn như vậy thì chúng ta sẽ có một cái vòng tròn có rất nhiều màu sắc khác nhau, còn màu sắc chọn như nào thì do các bạn, đúng không? Chúng ta cũng nhóm cái này thành một nhóm group, được chưa? Đấy, như vậy là chúng ta cũng đã vẽ xong. Thế còn cái công cụ Pathfinder này thì có thể có một cái video nào đấy tôi sẽ giới thiệu từng cái mục này của các bạn cho các bạn xem, thì các bạn sẽ thấy được cái công cụ này nó hữu ích như nào. Đấy, như vậy là với công cụ xoay chúng ta có thể vẽ hoa này rồi vẽ rất nhiều thứ, đúng không? Thế còn một cái cách nữa, tức là ở đây chẳng hạn như tôi có cái hình này, được chưa? Có một cái hình này và bây giờ tôi muốn cho cái đầu nó nhọn lên một tí này, thì chúng ta cũng làm theo cách như vừa nãy thôi. Nhấn phím Alt chọn công cụ Pen và sau đó là nhấn giữ phím Alt click đây cái, đúng không? Bây giờ tôi chỉ muốn là nó quay mỗi cái trên này thôi, được chưa? Tôi muốn nó quay mỗi cái phần trên này, còn cái phần dưới này tôi giữ nguyên, đúng không? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Thì đầu tiên chúng ta chọn công cụ này, click chọn cái phần mà chúng ta, nó sẽ bao phần này để nó quay này. Đấy. Chúng ta nhấn, chẳng hạn tôi lấy cái này làm tâm, tôi lấy cái phần viền ngoài này làm tâm này. Chúng ta click đây. Đấy, nó sẽ xoay đi một góc. Đây tôi cứ xoay cho nó góc 30 độ đi, đúng không? Chúng ta nhấn nút copy này, copy này, đúng không? Nhấn Ctrl D liên tục thì chúng ta sẽ có một cái hình vẽ kiểu như này, đúng không? Đấy. Sau khi mà xong thì chúng ta có thể loại bỏ cái phần hình bên trong này bằng cách là nhấn phím A, nhấn phím Delete, đúng không? Tôi sẽ cho cái hình này nhỏ lại chút. Nhấn Alt Shift thì nó sẽ bao giờ nó cũng cân đối và nó đẹp. Và tất nhiên ở đây chúng ta cũng có thể thay đổi các cái màu khác nhau thì nó sẽ cũng ra một cái hình kiểu như này. Mà chúng ta xoay một phần, tức là ở đây tôi muốn hướng dẫn các bạn là xoay một phần chứ chúng ta không xoay hết. Đấy, ý tưởng là như vậy. Đấy, chúng ta cũng cho các cái màu khác nhau vào đây. Đấy, nhìn nó sẽ rất là đẹp, đúng không? Màu xanh đỏ tím vàng, các cái kiểu màu ta cho vào đây thì nó sẽ lên được cái hình thái kiểu như này, được chưa? Đấy, thì chúng ta cũng có một cái hình kiểu như này và chúng ta group lại. Đấy. Như vậy là với công cụ xoay thì chúng ta có thể vẽ được rất nhiều các cái hình khác nhau và trông rất là đẹp mắt, tùy theo cái ý tưởng mà các bạn có thể thực hiện vẽ, muốn vẽ hình, đúng không? Và cái công cụ xoay
các bạn thấy là nó rất là hữu ích trong cái việc mà chúng ta thiết kế các cái vòng, rồi là tất cả các cái hình mà nó cứ có như cái gì đấy nó lặp đi lặp lại mà theo một cái quy luật chúng ta có thể xoay được, thì chúng ta nên sử dụng công cụ xoay. Và video của chúng tôi xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý và quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video lần sau.